Công ty Đông Y xin kính chào quý khách. Sau đây là mô tơ hình giám tốc ba pha. Đây là giám tốc chân đế. Và đây là giám tốc mặt bít. Và đây là bảng thông số của mô tơ giám tốc. Và đây là cách đấu điện của motor giảm tốc. Và đây là đầu của giảm tốc khi chưa lắp motor vào.